tọa lạc trên con đường nhỏ yên tĩnh thuộc quận Bình Tân. Dù mới khai trương nhưng Vương Long Kỳ Quán tạo được điểm nhấn bởi phong cách bài trí, ánh sáng thoáng và lạ. Ấn tượng nhất phải kể đến là cây bonsai quý siêu kỳ mộc Vương Long của hai nghệ nhân Nguyễn Hải Phòng và Võ Văn Tuấn dày công chăm chút. Tác phẩm này đoạt giải đặc biệt trong chương trình Hội Hoa Xuân năm 2011. Hiện tác phẩm Vương Long đang được trưng bày tại trung tâm của quán. Không chỉ là nơi thưởng trà, thư giãn, Vương Long Kỳ Quán còn là địa điểm để những ai yêu thích bonsai tìm đến để học kỹ thuật chăm sóc và tạo dáng bonsai vào mỗi sáng chủ nhật. Ngoài ra, quán cà phê này còn là nơi duy nhất ở thành phố Hồ Chí Minh bán và trao đổi các loại bonsai quý. Thăm Vương Long Kỳ Quán, du khách còn có cơ duyên hội ngộ với nhiều nghệ nhân nổi tiếng trong nghề chơi đồ cổ, đá cảnh, bonsai và rất nhiều bộ môn khác. Trò chuyện cùng họ, chúng ta được nghe nhiều câu chuyện kỳ lạ ở mỗi cổ vật mà các nghệ nhân cho rằng mình phải có duyên mới sở hữu được vật quý. Quý vị thân mến, vì đây là nơi hội tụ của những người yêu bonsai, chính vì vậy có rất nhiều những nghệ nhân nổi tiếng. Ngồi kế bên cạnh Thanh Phương đây là chú Võ Chiêu Tuấn, người đã có 25 năm kinh nghiệm chơi bonsai. Thưa chú Tuấn, với một người trẻ như Thanh Phương mà muốn chơi và tìm hiểu về bonsai thì cần phải có những yếu tố nào ạ? Thứ nhất là phải có cái sự đam mê. Đam mê, sau một cái sự đam mê thì mình có cái sự chăm sóc, chế tác theo cái phổ thông mà tất cả những nghệ nhân và những cái hội hoa xuân người ta đã quy định. Thân Phương nghe nói là một số các cây bonsai đây có giá lên đến cả mấy ngàn đô, mấy chục triệu. Vậy có lẽ ngoài niềm đam mê khi mà chơi bonsai thì mình cũng cần phải có kinh tế dư giả nữa phải không chú? Và khi nhìn vào những cây bonsai này thì làm sao mà mình đánh giá được giá trị của nó hả chú? Nhìn cái cây bonsai để mà mình định giá cái tác phẩm đó, dùng cái từ cái bằng cổ, kỳ, mỹ. Cổ là cổ lão, kỳ là kỳ quái, mỹ là mỹ miều, đẹp đẽ. Và nó phù hợp với lại cái mỹ thuật mà mình nhìn cái tác phẩm đó. Tôi xin mời cô Thanh Phương để ra nhìn những cái cây mà nó từng đạt giải của Hội Hoa Xuân 20 năm trở về trước và hiện thời bây giờ nó cũng còn giá trị của cái cổ kỳ mỹ đó. Xin giới thiệu cô Phương, đây là một cái cây bonsai. Giống là cây linh sam. Cái giống linh sam này là một cái giống cây mà làm bonsai rất là chuẩn mà rất là hay. Thứ nhất về bonsai là lá nhỏ. Thứ hai là dễ uống nắng. Thứ ba là dễ là nuôi trồng. Thì sau cái trải nghiệm 30 năm cộng tác với Hội Hoa Xuân Tao Đàn thì chưa có một cái giống cây nào của Việt Nam mà bằng cái giống cây linh sam như thế này. Cây này là kêu bằng cây sam núi. Cái cây này á, nó cũng là một cái hiện vật mà nó đã từng đoạt huy chương vàng của Hội Hoa Xuân Tao Đàn nhiều năm trước. Là nó lúc trước nó ở trong một cái tiểu cảnh, nhưng mà về đây á thì chủ nhân là anh Vương Long đã chỉnh lại, đưa nó vào cái chậu để làm nên một cái kiển bonsai rất là hoàn hảo. Thì nó cũng là một cái cây bonsai mà nó cũng có rớt vào cái từ là cổ kỳ mỹ. Nhìn vào những cây bonsai này rất là đẹp đúng không ạ? Và trông thì có vẻ đơn giản, thế nhưng để chăm sóc và tạo tác ra nó thì cả một kỳ công có khi lên đến cả vài chục năm. Mà nếu như những người không có kinh nghiệm thì khó lòng chúng ta có thể biết được giá trị của nó. Chú Tuấn ơi, bây giờ cho phép Thanh Phương xin được tham quan một vòng trong vườn để ngắm những cái tuyệt tác ở nơi đây ạ. Những chậu bonsai ở Vương Long Kỳ Quán được gọi là kỳ quan bonsai, bởi thân cây chỉ còn trơ lớp vỏ, nhưng chúng vẫn xanh tươi và thách thức nắng mưa, thời gian bào mòn. Có thể nói mọi tác phẩm ở đây được chủ nhân yêu quý, trân trọng và muốn chia sẻ với mọi người. Qua những tác phẩm bonsai, chủ nhân của
Quán muốn động viên mọi người rằng hãy sống mạnh mẽ và vươn lên như triết lý của bonsai. Anh Nguyễn Hải Phòng chính là chủ của tác phẩm Vương Long Kỳ Mộc và cũng chính là chủ của quán cà phê Vương Long Kỳ Quán. À, anh Phòng thân mến, tác phẩm Vương Long Kỳ Mộc này thì anh đã thực hiện trong khoảng thời gian là bao lâu ạ? Tác phẩm này làm trong vòng thời gian 6 tháng, nhưng trước đó là phải chuẩn bị mất 2 tháng để làm phật sạch cái phần gỗ lũa và chống mục, xử lý quá chất nhiều để nó không bị bảo quản được thời gian lâu. Phải mất rất là nhiều thời gian để tìm tòi những cái cây trên đây cho thích hợp. Thưa quý vị, để ý là trên cái tác phẩm này thì có một số cái cây nó bị chết khô. Tại sao lại như vậy ạ? Thì cái ý nghĩa của cái tiểu cảnh Vương Long này thì nguyên tổng thể là chúa rồng đang sung mãn. Thì từ cái phần đuôi là còn bình yên. Thì khi lên tới đỉnh cao có cây cao nhất và những cái cây gục chết là nó hiện cái con người ta đi. Từ bình yên lên tới đỉnh cao thì cũng có những cái vấp ngã trong cuộc sống. Thì cái đó là biểu hiện chết phần nửa thân, gãy đổ. Thì khi chúng ta đi qua những cái gành thác như thế thì muốn đạt tới đỉnh cao nhất của chân thiện mỹ thì phải lên tới đầu rồng. Thì lên tới đây thì cây sung mãn đẹp hơn và đầu rồng là hình thể đẹp nhất trong cái cảnh này. Ý tưởng do đâu mà anh đã thành lập quán cà phê này ạ? Thì vì đam mê bonsai, lòng đam mê quá thì về đây lập một cái vườn bonsai với quán cà phê để tập hợp các anh em nghệ nhân lại, trao dồi kiến thức thêm. Nãy giờ cũng hơi bận rộn, mời Thanh Phương vào uống trà chung với anh em. Dạ, cảm ơn anh. Quý vị thân mến, sau nhiều năm sưu tầm chăm sóc, anh Nguyễn Hải Phòng đã tôn tạo Vườn Long Kỳ Quán trở thành một sân chơi dành cho những ai yêu thích bonsai. Vườn Long Kỳ Quán mang đến một màu xanh mướt, một không gian yên tĩnh làm cho chúng ta tạm quên đang sống giữa lòng thành phố ồn ào náo nhiệt. Và khi đến với nơi đây, chúng ta còn có thể cảm nhận được một điều rằng nghệ thuật tạo tác bonsai không chỉ là một thú vui tiêu khiển mà bên cạnh đó còn mang đến nhiều điều thú vị, vừa thưởng ngoạn và vừa thưởng thức một tách trà nghi ngút khói vào buổi sớm mai.